Xin chào các quý vị khán giả của FPT Play. Bản tin bóng đá Việt đã sẵn sàng để mang đến những thông tin bóng đá trong nước và khu vực châu Á hấp dẫn nhất. Đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho trận quyết đấu với đội tuyển Trung Quốc ngày 7 tháng 10 sắp tới. Một tin vui đã đến trong buổi tập thứ hai diễn ra tối qua khi Văn Thành đã có thể quay trở lại tập luyện. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cho thấy mình hoàn toàn sẵn sàng khi cùng các đồng đội nuốt trọn giáo án tập luyện với cường độ cao của ban huấn luyện. Trong buổi tập thứ hai diễn ra ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui khi hậu vệ Văn Thành đã có thể quay trở lại tập luyện sau chấn thương. Trước đó, hậu vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không thể hoàn thành hết buổi tập đầu tiên do bị đau nhẹ ở chân trái. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định nâng cao khối lượng tập luyện. Văn Thành dù mới trở lại nhưng cũng đã hoàn thành giáo án với cường độ cao của ban huấn luyện đề ra. Để giảm thiểu những sai sót trong lối chơi, thầy Park cũng cho các cầu thủ rèn luyện kỹ chiến thuật một cách kỹ càng. Toàn đội đều tỏ ra rất sung sức và không có chấn thương nào được ghi nhận. Trong mỗi trận đấu xa nhà của đội tuyển Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu thì đông đảo người Việt đang sinh sống và làm việc tại đó cũng đều dành thời gian tới sân cổ vũ nhiệt tình cho các tuyển thủ. Song tại UAE lần này, một tin không vui đã đến với các cổ động viên khi phía Trung Quốc đưa ra tuyên bố trận đấu Trung Quốc và Việt Nam cũng như tất cả các trận đấu của tuyển Trung Quốc diễn ra ở địa điểm trung lập đều không đón khán giả. Đội tuyển Trung Quốc đã chơi cả hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên các sân không có khán giả. Hai trận đấu của họ trên sân Khalifa ở Qatar hồi tháng 9 diễn ra trong điều kiện khép kín. Tuyển Trung Quốc đặt nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về y tế, một trong số đó là không mở cửa các buổi tập không chính thức trước trận đấu với truyền thông. Ngoài ra, với tư cách là đội chủ nhà, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc yêu cầu tất cả các trận đấu của tuyển Trung Quốc diễn ra ở địa điểm trung lập đều không đón khán giả. Như vậy, đông đảo cổ động viên của đội tuyển Việt Nam ở UAE chỉ có thể xem trận đấu qua truyền hình thay vì đến sân theo dõi. Trước đó vào tháng 6 năm 2021, ba trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai ở UAE đều được đón khán giả với số lượng hạn chế. Tại cấp độ câu lạc bộ, thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn đang diễn ra sôi nổi. Thêm một cái tên nữa của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã tìm được bến đỗ mới, lần này là Nguyễn Hai Long với bản hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội. Cũng rất muốn ra đi đến với một đội bóng khác, song cầu thủ trẻ triển vọng Lý Công Hoàng Anh vẫn chưa thể đạt được mục đích. Hãy cùng đến với những thông tin này trong cụm tin chuyển nhượng ngay sau đây. Sau rất nhiều đồn đoán về tương lai của mình, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Hà Nội. Ngày 2 tháng 10, đội chủ sân hàng đẫy đã đưa thông tin lên trang chủ của đội bóng như hình ảnh đầu tiên của chàng tiền vệ sinh năm 2000. Cụ thể, tiền vệ người Quảng Ninh sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 2026. Được biết, mức lương anh nhận được tại đội bóng thủ đô là rất tốt, kèm với đó là khoản tiền lót tay khoảng 2 tỷ đồng một mùa. Hiện tại, Hai Long đang tập trung cùng với U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á được tổ chức tại Kyrgyzstan. Đến với một thông tin khác, thời gian qua, nhiều thông tin khẳng định rằng hậu lĩnh Hà Tĩnh đã đồng ý chuyển nhượng Lý Công Hoàng Anh cho câu lạc bộ Bình Định. Tuy nhiên đến lúc này, lãnh đạo đội bóng hậu lĩnh Hà Tĩnh đã khẳng định Hoàng Anh vẫn là cầu thủ của đội bóng này chứ chưa chuyển nhượng cho Bình Định. Nhiều khả năng Bình Định mới đánh tiếng muốn có Hoàng Anh chứ chưa đàm phán chính thức với hậu lĩnh Hà Tĩnh để mua cầu thủ này. Hoàng Anh là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội và được chuyển giao cho hậu lĩnh Hà Tĩnh cách đây vài năm. Còn ở câu lạc bộ Bình Định, hiện tại trên thị trường chuyển nhượng, đây là đội bóng hoạt động sôi nổi nhất trước khi V-League 2022 khởi tranh. Đội bóng đất võ đã đạt được thỏa thuận để chiêu mộ nhiều cầu thủ nội chất lượng cũng như các ngoại binh mà họ để ý tới trong thời gian vừa qua. Đón chào những tân binh cũng đồng nghĩa Bình Định buộc phải nói lời chia tay với những người cũ để có được sự cân bằng về lực lượng. Câu lạc bộ Bình Định mới xác nhận họ sẽ chia tay 9 cầu thủ, trong đó gây bất ngờ nhất có lẽ là trường hợp của đội trưởng Bùi Văn Hiếu, sau đó đến Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Hữu Định. Bộ ba này được xem là những trụ cột quan trọng, công thần giúp cho câu lạc bộ Bình Định thăng hạng lên V-League mùa giải 2021. Và để khép lại bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay sẽ là những thông tin chúng tôi mới cập nhật được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chiều qua 2 tháng 10, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài sau khi thi đấu thành công tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra tại Tajikistan. Sau khi hạ cánh an toàn đội đã làm các thủ tục nhập cảnh và di chuyển vào nội thành để thực hiện cách ly y tế theo quy định, khác với hành trình di chuyển sang Tajikistan. Chiều về của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được rút ngắn thời gian đáng kể khi chỉ quá cảnh ở Dubai 5 tiếng. Nhìn chung, sức khỏe của các cô gái đều ổn định dù vừa trải qua một chuyến bay dài. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế, các thành viên của đội tuyển sẽ trở về địa phương trong thời gian ngắn, tiếp đó sẽ tập trung trở lại, chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.
cùng FPT Play